đồ là hình như gà đúng, chị đụng vô đúng một miếng duy nhất luôn á. Thịt lên nó còn dè ăn nhất nha, nào kêu gì ăn nữa. Chị Loan nói cho anh ra con lợn đây nhỉ, tưởng Ờ, giờ chị lại không em nói vừa đầu tư đó, hải chuyện. thả nó vậy. Hà mới khoe đó, chị mới kêu rồi cho chị Loan con lợn là được rồi, nó giận con nó đắt, nó nhiều Ờ, tiền lợn đúng không hai em? con già mà 3-4 triệu ấy. Thế đó hả? Bác còn gì vậy? Đó, 3-4 triệu. Bác lại mua đấy. Một lần nuôi nhanh. Anh không bằng con lượng nữa. Băng á, nặng băng. Có mấy con nó vẫn nhỏ, hồi nhà em bán phải 50 cân Có 50 con nữa chứ, vừa nó có cái con thôi. nhỉ. Từ nữa may 30 Lời cân nhiều đấy. quá, lời nhiều quá. Lời thăm ở... Buồn lắm. Lời của chắc ta về quê tâm heo ca. Em đang nói mấy đứa thì Ba cũng bốn về nuôi triệu heo hết đấy chị. triệu anh chị nha, có việc gì làm kìa, được thì anh chị Chắc đùa nuôi nhà cho anh vui. chơi nhỏ Với lại để cái đường phí á, công tàu không? công an Việt Nam, chắc bữa nào về thì mình ra trình vốn. Cái tiền vốn thôi. Ừ. Mình làm như vậy là mình cũng sẽ gặp tốt hơn. Thầy để đó làm gì, chuông có chuông thì không làm phí, Rồi. không biết đó có việc gì làm. Chị cũng phải đầu tư trang trại ở nhà. Bình thường có tiền làm nó bình thường á hệ, mà ăn dịch phát cũng được luôn. Dịch nhưng mà dịch nó cũng đầy nó mình dịch của họ thôi, là lần Ừ. thì để là mình là bạn đó, là mình được. Nó mua về mình gửi người nhà, cái nhà 5 triệu được rồi. Nhà 5 triệu gần nửa năm mới thu lần. Chưa. Cũng đầu tư ghê. Ừ. Không có đầu tư chứ đó, phải sốc ấy nha. Nhìn thấy cục tiền chị Lan này. Thôi em đừng tưởng tượng, mệt quá đi.
bắp chị cho kèm nhổ. Dưới này nữa. Cái xí cái bông nước muối. Thứ bảy hay chủ nhật thì tôi được quen nhiều này. Thứ bảy à? Thứ bảy. Không phải. Phúc ơi, chờ em về à?
Mập và sợ với cha mày đặt. Hay kia. Gái mà khỏe. Ông là yêu. Ưng gái mà khỏe ha. Ưng không vậy đi bây. Thank you.
khu này hình như được trước đi tuần rồi đúng không em? Dạ. Hồi trước em nặng không thôi đúng không? Nắp mặt đúng không? Đấy à? Bật máy xong hơi luôn chị kìa. Thank you.
Ờ ừ, đúng rồi. Vâng, chị ơi, em vừa nhắn tin cho chị. Em hỏi cái cách sử dụng như là mình cứ rửa mặt bình thường, xong là mình là tối thì ngủ thì mình thoa cái kem ngủ đấy lên thừa chị. Đúng rồi, thoa đều lớp mỏng hết mặt em. Vâng. Thế cái kem ngủ này là cái lọ cái hũ nhỏ nhỏ mà chị hay đăng như này ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Vâng, thì cái lọ mà cái lọ mà suy tu màu vàng vàng, cái lọ cái chữ bên ngoài màu vàng vàng ấy ạ. Cái đấy cũng là để dùng cho da mụn đấy hả chị? Em qua cho chị nói chuyện. Mấy phút rồi. Tìm. Xí rồi.